tắt ưu tô quỳ đức ông Long Hải bộ trì chứng minh thanh gia hải đường thật tiên cô đệ nhất mạc hương là đất xung quanh sẽ ra hội cùng tên gọi đại hoàng tống vương côi tên gọi đại hoàng ra tay giúp nước dẹp an ninh chín non đảo đồng 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 gió cuốn sơn quần cuộn dòng bay lâu đài cát vị chúa thiên đào tiên mi này lòng non bồng nhì khai hoa vị chúa tiên
tiến ninh nảy lộc ngậy non bóng thì khai cô Trần Triều Hiển Thánh. Hôm nay Mộc Ân Thanh Đồng đệ tử con nhang họ Đào Nguyễn con dẫn trình Mộc Ân Thanh Đồng đệ tử con nhang họ Nguyễn con chí tiết chí thành đăng trà quả thực khơi trầu lá cầu tờ đơn cánh sớ tràng văn tràng biểu trước thỉnh Phật tuyên kinh sau cung anh tam tứ phủ Trần Triều tiến lễ sơn trang làm đàn cấp sắc tiến cống tào quan hình nhân thế mạng lạy cô loan giá bản đề ngày hôm nay cô chứng tâm chứng đàn chứng lễ chứng lòng thành lạy cô quyền cô phép cô ra bản trong tay cô trên cô thượng tấu dưới cô hạ trình trên cô có lời dưới cô lại thương cho Thanh Đồng họ Nguyễn con trước và sau đàn lễ để sở cầu nghĩ sở nguyện tòng tâm lạy cô lai giáng bản đền cô chiêu tài thiết lập cho đồng gia quyết đẳng họ cả Nguyễn con từ nay giờ đi hưởng lộc của cô đắc tài sai lộc buôn bay bán đắt trong chốn gia trung trên bình lý thuận lạy cô chứng tâm thủ nhang đồng đền sở tại hương tôn bản ạ pháp sư đàn ca chúc thánh chư Thanh Đồng chư đệ tử con nhang bách gia trong họ chúng con ngày hôm nay có tài có lộc của cô lạy cô lai giáng bản đền cô thừa lời cô sang tai cô đánh tiếng lạy cô ta chứng tâm cho thủ nhang đồng đền sở tại ta chứng tâm cho pháp sư đồng thầy tay quyền tay quế thứ chức thần dân cung đàn tiếng hát ta chứng tâm cho ghế Thanh Đồng họ Nguyễn hôm nay tái hết cửa cô ta chứng tâm cho bách gia chăm họ cho gia quyến họ cao ha mẹ cô ni sắc quê phòng nghi lòng ni chợt tỉnh đốt nhang chập một đỉnh dâng lên đi lầm dầm mà bút ngọc con ghi độc độc đạo thanh giá cửa bể tơm trông xa cửa bể tơm chiếc thoi cô nàng bé con lá cờ thanh giá hướng đông ngang ngôi đền